Lần đầu tiên tham dự SEA Games năm 18 tuổi, liên tiếp gây ấn tượng mạnh và đăng quang tại các giải đấu quốc tế Bangladesh 2016, 2018, 2019. Á quân giải International Naui, International Championship Hungary 2019 và Áo mở rộng năm 2020. Tay vợt nữ cầu lông duy nhất ở Việt Nam tham dự Olympic Tokyo và có phần thể hiện vô cùng xuất sắc trước các đối thủ mạnh trên thế giới. Không chỉ tài năng, Thùy Linh còn được xem là hoa khôi cầu lông Việt Nam với vóc dáng cân đối, khuôn mặt xinh xắn và là gương mặt vận động viên có số lượng fan đông đảo trên mạng xã hội. Và còn điều gì chưa biết về cô gái 24 tuổi Nguyễn Thùy Linh? Xin mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thể thao là cuộc sống tuần này. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thể thao là cuộc sống của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và với những hình ảnh vừa rồi thì Vy Anh tin chắc là không cần phải giới thiệu thêm nhiều nữa. Xin mời quý vị hãy cùng Vy Anh gặp gỡ ngay với cô nàng hiện đang là tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh. Cho phép Vy Anh được kết nối với Thùy Linh ạ. Xin chào Linh. Xin chào chị Việt Anh, xin chào khán giả đang xem chương trình Thể thao là cuộc sống. Rất là vui ngày hôm nay Linh đã nhận lời tham gia với chương trình. Nhưng mà đầu tiên Linh có thể chia sẻ với khán giả là Linh đang ở đâu không? Em đang tập trung tại đội tuyển quốc gia tại trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh ạ. À, là ngay khi từ Tokyo trở về rồi mình hoàn thành cách ly 14 ngày là mình bước vào tập luyện ngay luôn hả Linh? Dạ vâng, đúng rồi chị ạ. Tại vì là vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nên là em không thể nào về thăm gia đình được. Chính vì thế quay lại tập luyện bình thường. Vậy là mình đã xa nhà bao nhiêu lâu rồi nè? Chắc là 5 tháng rồi ạ. Chính bởi vì thế nên là bọn em cũng không có cơ hội, chưa có cơ hội được về thăm gia đình ạ. Bố và bà ngoại và các em của em vẫn đang ở Phú Thọ ạ. Rồi, vậy thì Linh ơi, ngày hôm nay thật sự là chị Vy Anh cũng rất là vui bởi vì đã thường xuyên nhìn thấy Linh ở trên TV lắm rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì mặc dù là cũng vẫn là chúng ta phải trò chuyện với nhau qua màn hình như thế này bởi vì tình hình dịch bệnh, nhưng mà cũng rất là vui khi mà được nói chuyện trực tiếp với Linh và hy vọng rằng là buổi trò chuyện ngày hôm nay trong chương trình Thể thao là cuộc sống sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả HTV ha. Dạ vâng ạ, em cũng mong như thế. Rồi, vậy thì Linh ơi, được biết là sau chiến thắng ấn tượng trước những đối thủ được đánh giá cao hơn mình như là Chisefe của Pháp, rồi Jacque của Thụy Sĩ và em chỉ chịu gác vợt trước tay vợt số 1 thế giới thì ai cũng biết rồi là Thai Su Jin thôi. Với những gì mà em đã thể hiện ở Olympic Tokyo thì nó có nằm ngoài sức tưởng tượng của Linh không hay đã nằm trong những cái gì dự tính sẵn của em rồi? Thực ra thì hai cái tay vợt còn lại khi mà em thắng ấy thì đều là hai cái tay vợt mà em rất là quen, bởi vì là bọn em cũng thường đi thi đấu những cái giải tích điểm để đi được Olympic cùng với nhau. Và thực ra thì bản thân em nghĩ rằng là khi mà em gặp hai tay vợt đó thì em ở xếp hạng yếu hơn, và em nghĩ rằng là cho dù là em sẽ cố gắng hết mình thi đấu vì một cơ sắc áo, nhưng mà cho dù có thắng thì em nghĩ rằng là cái chiến thắng của em nó cũng sẽ vất vả hơn, chứ em không nghĩ rằng là em sẽ vượt qua đối thủ 2C nhanh như thế. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình quay trở lại với quá khứ một tí xíu nha. Là được biết là Linh ngày xưa là khi mà chị Vy Anh tìm hiểu thì là em được xem như là thần đồng cầu lông nữ. Vậy thì em đến với cầu lông như thế nào và ngay từ cái cú chạm vợt đầu tiên á, thì em có ấn tượng như thế nào với cầu lông, đã thích luôn chưa? Em đến với cầu lông là từ sự yêu thích thể thao của ông ngoại, và ông ngoại em là người đưa em đến cầu lông. Lúc đầu thì ngay từ khi chạm vợt thì em cũng bình thường thôi, nhưng mà sau khi mà ông em cho em một vài những cái thách đố, ví dụ như là khi mà em tâng được bao nhiêu quả cầu thì ông em sẽ cho em ăn chè, và từ đó dần dần thì em cảm thấy thích cái bộ môn này hơn. À, là từ những cái bát chè đó đó hả? Rồi, vậy thì từ những cái bát chè ban đầu chỉ là giống như là khơi gợi cái niềm yêu thích thôi, rồi làm sao mà em gắn bó với cái nghiệp cầu lông như thế này? Cũng nó là một cái duyên, và em nghĩ rằng là cái duyên này nó rất là sát đối với em. Có nghĩa là cũng đã có một vài năm em dừng lại bởi vì là em không nhận được sự ủng hộ từ mẹ, mà mẹ thì chỉ muốn em đi học thôi. Tâm lý của mẹ em thì mẹ em chỉ định là cho em đi tập hè để cho nó vui và khỏe thôi. Nhưng mà ai ngờ là em xin mẹ em là em ở đó luôn.
thì mẹ em không đồng ý. Nhưng sau đó thì em cũng đã thuyết phục mẹ em rất là nhiều và mẹ em đã cho em chơi ở Hà Nội 1 năm. Và sau khi em 11 tuổi thì mẹ em quyết định là không cho em theo nữa. Và mẹ em nói với em rằng là em phải về nhà và đi học. Sau đó là em bị gián đoạn 2 năm bởi vì là mẹ em không ủng hộ việc cho em theo cầu lông. Tại vì mẹ em có suy nghĩ rằng là con gái theo thể thao thì sẽ rất là mệt. Và mẹ em thì chỉ muốn em mặc váy thôi chứ không muốn em mặc quần đùi áo số. Và sau khi mà em về thì em vẫn giấu mẹ em nhảy cầu và đi tập cầu. Và dần dần thì sau khi mà mẹ em mất thì em cũng có tâm sự với ông ngoại của mình và em lựa chọn là tiếp tục theo con đường này. Vậy thì có lẽ bây giờ mẹ em mặc dù là đã ở một nơi xa nhưng mà chắc chắn là khi mà nhìn được những cái thành công của con gái của mình, những cái bước trưởng thành không chỉ ở tuổi đời mà còn ở sự nghiệp, những cái gì mà em đã trải qua thì chắc là mẹ em cũng an lòng và hạnh phúc. Và cũng cầu mong là tất cả những cái gì mà mẹ em gửi gắm vào em, ông ngoại gửi gắm vào em thì cũng em cũng sẽ hoàn thành và mọi giấc mơ của em sẽ trở thành hiện thực ha Linh ha. Em cảm ơn chị ạ. Rồi, vậy thì như hồi nãy trong phần đầu của chương trình đó, khi mà nghe giới thiệu thì em đã đạt được rất là nhiều ngôi vô địch rồi á quân ở các giải cầu lông quốc tế ở nhiều quốc gia. Nhưng mà chắc chắn là cái con đường mà để đi đến vinh quang thì không thể là lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Chúng ta cũng biết là với cầu lông nữ ở Việt Nam, trước Thùy Linh còn có Vũ Thị Trang nữa. Vậy thì em luôn là người đứng đằng sau là tay vợt số 2. Vậy thì cái khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu? Và lúc đó em có nung nấu một ước mơ là sẽ có ngày mình trở thành tay vợt nữ số 1 Việt Nam như ngày hôm nay không? Đó là một cái quãng thời gian rất là dài chị ạ. Em nghĩ rằng là năm khi mà em 15 tuổi thì em đã có huy chương đầu tiên ở đấy. Và đến năm 21 tuổi thì em lên số 1. Nghĩa là đó là một cái khoảng thời gian rất là dài. Sự là trong cái giai đoạn mà tranh xuất để thi đấu những giải quốc tế thì bản thân em luôn luôn là đứng thứ hai. Và cũng cảm thấy hơi buồn một chút bởi vì có rất là nhiều giải khi mà đi thi đấu thì em chỉ ngồi ở ghế dự bị thôi. Và thậm chí là có cả một giải đấu em không được đánh một trận nào. Chứ không vì thế nên là lúc đó thì em cũng rất là tự ti. Và em suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi vì khi mà mình là số 1 rồi ấy, thì có lẽ là mình sẽ tự tin và mình sẽ được nhiều thứ hơn. Và 6 năm để trở thành tay vợt số 1 Việt Nam đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Có thời gian rất dài chị ạ. Vậy thì Linh nè, đến bao giờ là em mới bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ để tham dự Olympic, đấu trường thể thao lớn nhất thế giới? Khi mà em còn bé thì cái mơ ước duy nhất của ông em ấy, đến khi mà ông em mất đi thì em, theo như em được biết thì cái duy nhất của ông em chỉ là em vô địch quốc gia thôi. Tại vì em nghĩ rằng là chính bản thân ông em cũng nghĩ rằng là khi mà ông em không thể nào đi cùng em tiếp trên cái con đường sự nghiệp của mình thì cái con đường sự nghiệp của em cũng không thể nào tiến xa hơn được nữa. Và sau khi mà em nhìn đàn chị của mình đánh Olympic 2016 tại Brazil ấy, thì em đã suy nghĩ rằng là bản thân mình có thể và mình sẽ cố gắng để được một lần tham dự Olympic. Và ngay lúc đó thì em đã nung nấu một cái suy nghĩ rằng là mình sẽ đi được Olympic. Rồi làm sao mà cái giấc mơ đó trở thành hiện thực? Chắc là một quá trình dài ha? Đó là một quá trình dài và rất là khắc nghiệt, rất là khó khăn. Tại vì như tất cả mọi khán giả theo dõi thì cũng biết em có một cái quãng thời gian bám đuổi rất là sát với là chị Trang. Và đó là một cái quãng thời gian rất là khó khăn đối với em. Tại vì là em gần như là em thay đổi rất nhiều các câu lạc bộ tập. Và em cũng thay đổi rất là nhiều huấn luyện viên. Và cái quãng đường tích điểm đến Olympic của em nó cũng không hề dễ dàng. Bởi vì là sau khi mà em được huấn luyện viên thì em cũng có một cái quãng thời gian dài thi đấu bị thất bại. Rồi cuối đó cùng rất là khó đối với em. Hơi khó khăn. Nhưng mà cuối cùng rồi mình cũng hoàn thành ha. Và mình cũng đã đặt chân đến Olympic Tokyo ha. Vậy thì bây giờ trước khi chúng ta tiếp tục buổi nói chuyện ngày hôm nay thì có lẽ là xin mời Thùy Linh và cả quý vị khán giả của chương trình Thể thao là cuộc sống hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Cô gái bé nhỏ Thùy Linh ngày nào từng bị hết mẹ rồi đến bà ngoại cấm đoán việc theo đuổi cầu lông, có lẽ sẽ không nghĩ rồi cũng có một ngày mình đã được tham gia đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh, Olympic. Lần đầu tiên sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ và thất bại,
nhưng Linh đã có phần thể hiện vô cùng xuất sắc khi trong 3 trận đấu vòng bảng, cô thắng 2, thua 1. Rơi vào bảng đấu khó, nhưng tay vợt nữ số 1 Việt Nam vẫn có thành tích ấn tượng, thắng áp đảo 2-0 trước Suefeci của Pháp và Sabrina Jacque của Thụy Sĩ. Thùy Linh chỉ thất bại trước tay vợt nữ số 1 thế giới Thái Du Ying với điểm số 16-21, 11-21, người sau đó vào chung kết và giành huy chương bạc. Dù không thể viết tiếp giấc mơ Olympic, nhưng Thùy Linh trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Việt Nam có 2 trận thắng tại Thế vận hội. Linh đã có bước nhảy 3 bậc trên bảng xếp hạng các tay vợt nữ hàng đầu thế giới, từ hạng 49 lên hạng 46, là tay vợt có bước nhảy lớn nhất trong nhóm 60 tay vợt hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đây vẫn chưa là thứ hạng tốt nhất mà cô đã từng có. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem Nguyễn Thùy Linh sẽ tiếp tục khẳng định mình như thế nào tại các đấu trường tiếp theo. Nhìn lại những hình ảnh vừa rồi thì không biết là khán giả như thế nào, rồi Thùy Linh có vẫn đong đầy cảm xúc với những cái trận đấu mà em đã thể hiện tại Olympic Tokyo không? Olympic Tokyo là một cái kỳ Olympic đầu tiên đối với em, và đó cũng là một cái đấu trường mơ ước. Và Olympic vừa rồi em suy nghĩ rằng là bản thân mình cũng đã thể hiện được những gì mà mình có. Thế nhưng mà em luôn luôn lấy những cái thất bại của em để em có thể cố gắng hơn. Và em mong muốn rằng là em sẽ phát triển hơn và em sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn ở Olympic rồi. Vậy thì trước khi mà gặp tay vợt số 1 thế giới Thái Du Ying ở Olympic ấy, thì trước đó em đã bao nhiêu lần đối đầu với bạn này rồi? Em nhớ là em có đánh một lần ở giải vô địch châu Á với bạn ấy một lần. Thì lúc đó cái thế trận nó như thế nào? Nó có giống như ở Olympic Tokyo vừa rồi không? Dạ không chị ạ, cái thế trận lúc đó thì mình thua toàn phần luôn. Mình không có một cái điểm gì để có thể đánh với họ cả. Trời ơi, vậy mà cái trận đấu vừa rồi khi mà mọi người xem, đặc biệt là ở cái hiệp đấu đầu tiên, thấy Linh thực sự là đánh rất là tốt luôn á, mà cũng gần như ngang ngửa. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình được đấu với một cái tay vợt mà xếp thứ hạng cao hơn mình, vậy thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều ha. Thì được biết là Linh cũng là một người mà rất là thông thạo tiếng Trung. Vậy thì sau khi kết thúc cái trận đấu đó thì em và bạn đó đã chia sẻ gì với nhau? Như mọi người cũng biết thì Thái Du Ying là thần tượng của em rất là hâm mộ cô ấy. Cũng nghĩa là em hâm mộ từ cách cô ấy đánh và những cái lần mà khi mà cô ấy giao tiếp. Những lần trước thì em chỉ được nhìn cô ấy từ xa thôi, bởi vì là em thường đi những cái giải thi đấu lớn ấy. Thì em rất là hâm mộ, và thường thường khi mà em xem cầu lông ấy, hàng tối khi mà em trước khi ngủ xem cầu lông thì gần như là em cũng sẽ chỉ xem những cái trận mà cô ấy đánh, và gần như những trận mà cô ấy đánh thì không có trận nào là em không xem cả. Và sau khi mà em bốc thăm và em biết rằng là em sẽ gặp cô ấy, và sau khi em đánh xong thì em có khi mà hai vận động viên cùng đi ra ngoài ấy, thì em có nói với cô ấy là em có thể xin cô ấy một kiểu ảnh không, bởi vì em rất là hâm mộ cô ấy. Thì cô ấy có nói với em là tại vì sao mà em lại biết nói tiếng Trung, thì em mới nói là trước kia khi mà em còn bé thì em có tập huấn tại Trung Quốc và em có thầy là huấn luyện viên Trung Quốc, chính vì thế nên là em có nói được một chút tiếng Trung. Sau đó thì bọn em chụp ảnh lưu niệm với nhau, và cô ấy có hỏi em rằng là em có cái huy hiệu không, và sau đó bọn em đổi với nhau huy hiệu. Từng thi đấu rất là nhiều giải nè, rồi cũng lần đầu tham dự Olympic Tokyo, thì khi mà em được cọ sát tiếp xúc với rất nhiều những tay vợt mà xếp thứ hạng cao ở trên thế giới như vậy, thì cái điều mà em học hỏi được ở họ đó là gì? Mỗi một trận đánh, mỗi một cái đối thủ đánh thì họ có những cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Và qua mỗi một trận đánh thì em có những cái rút kinh nghiệm khác nhau. Và cái điều mà em nghĩ rằng là em phải học hỏi nhiều nhất từ họ đó chính là sự bản lĩnh. Họ có một cái sự bản lĩnh rất là mạnh, và khi mà mình vào sân mình đối đầu với họ ấy, thì ngay lập tức mình đã nhìn được cái sự bản lĩnh đó từ họ. Đó là một cái sức mạnh rất là lớn, và em suy nghĩ rằng là em phải trau dồi và em sẽ phải học hỏi cái đấy rất là nhiều. Hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới, khi mà Linh tiếp tục tích điểm và thi đấu thành công hơn nữa và có được những cái thứ hạng cao hơn nữa, như hồi nãy phần đầu tiên em chia sẻ, thì chắc chắn là mọi người sẽ đều thấy được cái bản lĩnh đó ở Linh, bởi vì cái gì cũng cần phải có giai đoạn và có hành trình.
Vậy thì đối với những người mà chơi cầu lông phong trào á, những người mà yêu thích và xem cầu lông như một bộ môn tập luyện thể thao á, thì theo em thì cầu lông nó sẽ mang đến hiệu quả gì cho sức khỏe cũng như là cho tinh thần của người tập? Cầu lông là một môn đốt rất là nhiều calo. Và em nghĩ rằng là cái điều đầu tiên ấy, chơi môn cầu lông là sẽ giúp giảm cân rất là nhanh. Và cầu lông là một môn phản xạ và một môn chỉ phối hợp sử dụng cả chân cả tay, và em nghĩ rằng cầu lông là một cái môn rất là hay, rất là đáng để thử. Hèn gì người rất là đẹp ha, cân đối. Rồi, thật sự á, nếu như mà ngày hôm nay có thể được gặp gỡ trực tiếp với Linh á, thì là vì anh cũng rất là muốn là được một lần có thể tỉ thí cầu lông với Linh, một lần được ăn hành bởi một tay vợt cầu lông nữ số 1 Việt Nam như thế này. Bởi vì cầu lông thực sự là cái môn mà rất là phổ biến, dễ chơi, và bản thân vì anh cũng rất là thích chơi cầu lông. Nhưng mà thôi, vì dịch bệnh thì chúng ta sẽ hẹn nhau một dịp khác vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì không thể nào mà tỉ thí với Linh, thì bây giờ vì anh sẽ có một cái game nhỏ như thế này, hỏi nhanh đáp nhanh để xem là Linh sẽ phản xạ như thế nào, và qua đó thì giúp quý vị khán giả cũng có thể hiểu hơn về cô gái Thùy Linh này nha. Bây giờ thì sẽ có 5 câu hỏi. Linh sẵn sàng chưa nè? Em sẵn sàng chị ạ. Rồi, bây giờ mỗi câu thì Linh phải trả lời liền nha. Chị vì anh hỏi là Linh phải trả lời ngay lập tức, và mình chỉ có thời gian là 5 giây cho mỗi câu thôi. Rồi, câu hỏi bắt đầu. Nếu chỉ được chọn một món đồ duy nhất để trang điểm, Linh sẽ chọn món đồ gì? Son. Vì sao? Vì không có son thì sẽ rất là xấu ạ. Không, nhưng mà chị thấy em xinh lắm Linh. Nhưng mà gái thì ai cũng thích son nên là em thích son. Đúng. Nếu chị chọn một thì em sẽ chọn son. À rồi. Câu thứ hai, mỗi khi đi du đấu, trừ dụng cụ thi đấu, vật dụng cá nhân, một món đồ có vai trò quan trọng mà nhất định phải có trong vali của Linh. Đồ ăn để tăng cường sức mạnh và tăng cường thể lực ạ. Em cũng có mang một số những cái đồ ăn Việt Nam đi, nhưng mà sẽ rất là hạn chế, bởi vì là khi mà đi thi đấu một cái thời gian dài như thế và đến một nước khác thì cái việc mà mình mang nhiều đồ ăn, ví dụ như là ruốc hay là những cái đồ ăn mặn đi thì nó cũng không hợp lý lắm, nên là thường ấy thì em sẽ chỉ mang những cái thực phẩm chức năng uống trước thi đấu, sau khi đấu, và những thực phẩm chức năng uống sau khi ngủ dậy. Rồi, tiếp tục câu thứ ba. Vậy thì mỗi khi chụp hình, cách pose dáng của Linh thường xuyên nhất đó là gì? Em chỉ cười thôi, vì em nghĩ là em cười là đẹp nhất. Đâu, bây giờ em thử giống như bây giờ là chị vì anh sẽ chụp hình Linh một tấm, thì Linh sẽ pose dáng như thế nào đâu? Đây, em nghĩ đây. Cười như vậy là chết người rồi đó Linh. Rất là xinh xắn ha. Rồi, tiếp tục câu thứ tư. Người mà Linh mong muốn ở bên nhất mỗi khi thành công hay cả những lúc thất bại? Gia đình của em ạ. Là bà ngoại và bố của em và các em của em. Rồi, câu cuối cùng. Linh đã có người yêu chưa? Câu này em không trả lời chị ạ, nó hơi nhạy cảm. Hơi nhạy cảm, vậy là Linh giấu cho mình, Linh biết đúng không? Đúng rồi chị ạ, em có người yêu hay không thì em chỉ giấu cho mình nghe thôi. Rồi, ok, thôi nói chung là đã trải qua 5 câu hỏi thì chắc là khán giả cũng đã hiểu hơn về Thùy Linh. Và rõ ràng là Linh là một cái cô gái mà khi mà lên sàn đấu thì có vẻ như là rất là lạnh lùng, nhưng mà khi mà bước ra ngoài đời thì chúng ta cũng thấy là rất là dễ thương, bởi vì cô ấy chỉ mới sinh năm 1997 thôi, rất là trẻ trung. Hiện tại thì Linh đang có một cái lượng fan rất đông đảo ở trên mạng xã hội, bởi vì ngoài tài năng thì rất là xinh xắn, dễ thương, và cái lối nói chuyện rất là tự nhiên nữa. Vậy thì cũng cảm ơn Linh rất là nhiều, thì trong gần 30 phút vừa rồi cũng đã có những cái chia sẻ rất là chân thành về con đường của mình đến với sự nghiệp, về những thất bại và cả những cái thành công của mình, cũng như là hiểu hơn về đời sống hàng ngày, sở thích của Linh. Vậy thì Linh ơi, em mới 24 tuổi thôi, còn rất là trẻ. Vậy thì có bao giờ mà em nhìn các bạn bè đồng trang lứa của mình mà em cảm thấy tủi thân khi mà mình đã hy sinh cái tuổi thanh xuân của mình dành hết cho thể thao, cho sự nghiệp cầu lông của mình không? Có đôi lúc thì cũng tủi thân, nhất là khi mà có những cái sự kiện nào đó, giả dụ như là khi mà em nhìn thấy các bạn chụp ảnh kỷ yếu đi học này, hay là có những cái sự kiện kỷ niệm gì đó, thì em cũng cảm thấy rất là tự
rất là buồn, tại vì là tất cả những cái khoảng thời gian của em gần như là em đều dành hết cho cầu lông. Và em không có thời gian nhiều ở bên cạnh những người thân yêu của mình, bên cạnh gia đình. Và nhất ý là khi mà những cái năm mà chưa có dịch ý, thì không có một năm nào mà em được đón sinh nhật với gia đình cả, bởi vì hầu như em luôn luôn phải đi làm những quốc gia và em luôn luôn ở nước ngoài. Và đó là một những thứ mà có đôi khi em cũng cảm thấy rất là chạnh lòng. Nhưng rồi lúc đó ai sẽ ở bên em, hoặc là có ai mà làm một cái sức mạnh tinh thần để em có thể vượt qua tất cả những điều đó? Em may mắn rằng là em luôn luôn suy nghĩ tích cực. Và đôi khi khi mà em chạnh lòng một chút ý, thì em sẽ tìm cái gì đó khiến cho em vui để em vượt qua. Chứ em không thể buồn trong một cái quãng thời gian dài được, bởi vì em còn rất là nhiều việc phải làm. Và đa số thì bạn bè và gia đình những ngày như thế thì luôn luôn nhớ đến em, và họ nhắn tin chúc mừng và họ gửi quà, và đó cũng là một cái sự động viên rất là to lớn đối với em rồi. Rồi cũng xin tiết lộ với quý vị khán giả là sinh nhật của Thùy Linh là vào ngày 20 tháng 11, là một ngày rất là dễ nhớ, cho nên là nếu quý vị khán giả nào có yêu thích bộ môn cầu lông và mến mộ ở cô gái Nguyễn Thùy Linh này, thì lúc đó chúng ta cũng có thể gửi những cái lời chúc mừng, gửi sức mạnh tinh thần để giúp cho Linh sẽ tiếp tục có thể hoàn thành giấc mơ của mình và thành công hơn nữa ở trên đấu trường thế giới với bộ môn cầu lông. Vậy thì Linh ơi, câu hỏi cuối đó là cái mong muốn lớn nhất của em hiện nay đó là gì? Em rất là mong muốn rằng cái phong trào cầu lông chuyên nghiệp của mình sẽ phát triển hơn nữa. Và em sẽ thực hiện giấc mơ và nhiệm vụ của mình, rằng là em vẫn luôn luôn nung nấu một cái giấc mơ rằng em sẽ có một cái tấm huy chương ở SEA Games, và em có thể đưa cái hình ảnh của mình trên bản đồ cầu lông thế giới để cho rất là nhiều hâm mộ cầu lông có thể nhìn vào đó và có một cái niềm tin với bộ môn này, và họ sẽ quyết định đi cái sự nghiệp này lâu dài. Và em rất là muốn rằng là mình sẽ để lại một cái dấu ấn rất là đẹp thì đó cho cầu lông Việt Nam. Đó là mong ước của em. Vậy thì nếu như có một cái lời nào đó chia sẻ đối với những người thương mến mình, cũng như là đối với khán giả của chương trình Thể thao là cuộc sống của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thì em muốn chia sẻ điều gì? Em nghĩ rằng là bao nhiêu cái điều chia sẻ của em cũng không thể nào bằng cái câu cảm ơn. Và thực sự là cái quãng thời gian vừa qua em đã rất là hạnh phúc, bởi vì là mọi người dành cho em rất là nhiều những cái sự yêu thương và quan tâm em. Và em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả những người đã yêu thương, ủng hộ và theo dõi em trong suốt quãng thời gian. Rồi cảm ơn Thùy Linh rất là nhiều ha. Quý vị khán giả biết không, hiện tại thì fanpage của Thùy Linh có một cái số lượng fan rất là đông đảo, và Thùy Linh cũng đang dần muốn xây dựng hình ảnh của một người vận động viên chuyên nghiệp, và hy vọng rằng Linh sẽ còn thành công hơn nữa ở trên hai phương diện, đó là về vấn đề thi đấu và cả xây dựng một hình ảnh vận động viên chuyên nghiệp và được lòng các khán giả không chỉ yêu thích cầu lông, mà những ai tìm hiểu về thể thao Việt Nam, những ai mà ủng hộ thể thao Việt Nam thì cũng sẽ biết đến cô gái Nguyễn Thùy Linh này. Và cảm ơn Thùy Linh đã dành khoảng thời gian để mà trò chuyện cùng với khán giả Thể thao là cuộc sống và trò chuyện cùng với lại Việt Anh. Và xin chúc cho Thùy Linh sẽ sớm, mọi ước mơ sẽ sớm trở thành hiện thực Linh nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị, cảm ơn khán giả đang xem. Rồi, cảm ơn Linh rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng 30 phút của chương trình Thể thao là cuộc sống tuần này xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.